Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Game. Cái video này chúng ta sẽ tiếp tục cái series củi bắp học ngôn ngữ lập trình bằng tiếng Việt. Ok, chúng ta sẽ viết cái pseudocode và pseudocode và giống như là mình giải thích hay là mình tư duy mọi cái vấn đề đều trong trong đầu hoặc là cái ngôn ngữ tiếng Việt. Thì hôm nay chúng ta nói về vòng lặp hay là if else đồ này nọ trong cái ngôn ngữ đời thường cũng như là cái ngôn ngữ lập trình. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nha. Thì mình cũng nghe nói là giống như là for loop rồi hay là cái vòng lặp, mà mình nói tiếng Việt mình là vòng lặp, nhưng mà tiếng Anh nó là for loop hay là while loop hay là loop là đây nè, cái chữ này nè, thấy không? Đây là nó có thể nó là cái gì ta? Rồi if else là tức là câu điều kiện, nếu đúng hay sai rồi này nọ. Nghe nó ghê gớm mà nó tùm lum hết trơn, nhưng mà thật sự ở trong đời thường của chúng ta dùng hoài là cái này nó đúng ra là nó phải thông não, mà không hiểu sao có nhiều em mà viết hay lập trình rồi này nọ mấy cái này cứ xài hoài. Ok, thì bây giờ giải thích câu điều kiện cho nó dễ đi, đúng hay sai đi, mình nói nếu đi. Ví dụ như mình nói giống như ước mơ đó. Nếu tôi có tiền thì bây giờ tôi mua căn nhà đó, đại khái vậy. Nếu tôi có tiền thì tôi mua chiếc xe hơi, đúng không? Thì nếu mà mình đời thường mình làm như vậy thì mà không có tiền thì mày làm gì? Tại vì mình không có định nghĩa, không có tiền làm, không làm gì hết. Thì thôi, đúng không? Còn mình muốn định nghĩa cái else đó, tức là nếu mà tôi có tiền nhiều thì tôi mua xe hơi. Ok, bắt đầu. Còn không thì nếu tôi có tiền ít thì tôi mua xe đạp. Còn nếu mà tôi không có tiền thì tôi không có mua xe gì hết. Đó. Thì cái câu điều kiện nó là như vậy thôi, đúng không? Hoặc là cái câu điều kiện nó có thể có nhiều cái điều kiện nha chậm. Mình nói nếu tôi có tiền nhiều và tôi ví dụ như tôi sống ở thành phố thì tôi mới mua xe hơi. Còn mình ở dưới quê mình đi ruộng đâu không, hoặc là mình đi những cái bờ đê thì mình mua xe hơi, mình đâu có đường đâu mình chạy. Mình nói thí dụ gì thì cái câu điều kiện đó, nó có nhiều điều kiện trong đó, và hoặc cũng được, phải không? Nói ví dụ như mình nếu tôi có tiền nhiều thì tôi mua xe hơi, hoặc là mình nói nếu tôi có tiền nhiều hoặc là ai cho tôi tiền nhiều đó, nó là cái hai cái điều kiện hoặc thì tôi mua xe hơi đó. Mình nói thí dụ gì thì câu điều kiện nó chỉ là như vậy thôi. Rồi trong trong cái ngôn ngữ lập trình chúng ta viết như sao thì sau này sẽ tùy theo cái ngôn ngữ gì đó là mình viết, nó cũng có chút xíu, nó không khó, nó quá dễ luôn, nhưng mà mình phải hiểu được cái ngôn ngữ đời thường của chúng ta, cái câu điều kiện nó là như vậy. Rồi thế thì bây giờ cái vòng lặp nó là sao? Với vòng lặp thì mình nghe khi nhiều em viết những cái code cái vòng lặp này khó hơn câu điều kiện chút, nhưng mà đôi khi mình không hiểu đời thường, mà đời thường làm hoài, mà tại vì không có cái tư duy đời thường á, là coi như mình áp dụng vô cái lập trình là mình coi như mình rất là khó khăn, không? Có cái vòng lặp mà cứ bị xe tới xe lui, sai không biết sao sửa. Đó. Thì bây giờ mình phải suy nghĩ như đời thường. Mình nói thí dụ như mình đi là học sinh đi, mình làm gì đó không đúng, bị thầy giáo phạt. Thầy giáo phạt nói mình phải chạy vòng quanh cái sân trường 5 vòng. Đó, mình nói thí dụ vậy. Ok, mình chạy xong rồi mình báo cáo ông thầy, chạy 5 vòng rồi. Thì ông thầy ông đâu có chịu, ông đâu có tin đâu, đúng không? Ông phải kiếm một cái người khác. Mày đứng mày đếm coi cái thằng đó nó chạy đúng 5 vòng cho tao. Ví dụ như cái thằng đếm đó, mình gọi là nó là cái thằng đếm. Thì mình chạy một vòng cái nó đếm 1, nó chạy 2 vòng đếm 2, chạy 3 vòng đếm 3. Đó, đại khái chạy đủ 5 vòng nó nói rồi, mày đủ 5 vòng rồi mày ngừng. Rồi nó báo cáo thầy, ok, đã bị phạt 5 vòng rồi. Đó, mình nói thí dụ như vậy. Thì coi như là mọi cái vòng lặp ở trong cái ngôn ngữ lập trình, không cần biết cái loại ngôn ngữ gì, không? Thì nó cũng phải có cái biến đếm, mình phải đếm là mày vòng lặp mày lặp bao nhiêu lần, không? Hoặc là cái vòng lặp có điều kiện cũng được, không? Mình nói ví dụ như có điều kiện là ông thầy ông bảo bắt nó chạy 100 vòng đó, nhưng mà nếu nó mệt thì cho nó nghỉ. Đó, thí dụ như vậy. Thì cái thằng đếm nó mình chạy một vòng nó đếm 1, mình chạy 2 vòng đếm 2, mình chạy hồi mình thở quá mình chạy không nổi nữa là mày chạy hết nổi rồi, phải không? Thí dụ như chạy tới vòng thứ 7 cái nó nói ô tao mệt quá tao chạy không nổi nữa. Rồi, cái nó ơi gì thì thôi mệt thì thôi nghỉ, ông thầy ông bảo tao là khi nào mày mệt thì cho nghỉ, không? Mặc dù tao không có nói cho mày biết trước. Đó, thí dụ như vậy. Thì cái đó giống như đời thường của chúng ta thôi, nó có một câu điều kiện để mà nó thoát ra khỏi cái vòng lặp. Thay vì mình phải làm hết 100 lần thì mình làm cho tới khi nào mình mệt thôi, ví dụ như vậy. Ví dụ như mình làm 100 lần mà không mệt đó thì mình làm 100 lần mình ngừng. Đó. Thì cái đó là cái câu giống như là vòng lặp ở trong cái ngôn ngữ cũng như là đời thường của chúng ta là như vậy, không? Thì chúng ta thấy có nhiều cái từ khóa, ví dụ như là dưới đây này, ví dụ như break, loop hay là continue rồi khác. Thì nét ý tưởng của nó cũng y như là mới vừa giải thích, tức là nó y như đời thường. Mình phải nghĩ được đời thường thì mình làm những cái vòng lặp này không bao giờ sai luôn. Thí dụ như nó có sai mình cũng biết được sửa ở chỗ nào, chứ không phải là sai một cái rồi mình móc bọc ha.
Ok, thì thật sự nó đơn rất là đơn giản. Ok, coi như là chúng ta đã học được khá nhiều, coi như là mọi thứ ở trong cái lập trình là chúng ta đã làm được rồi. Ok, rồi. Rồi bây giờ đó thì giống như là mấy cái video kế thì chúng ta sẽ lấy một mớ bài tập rồi mình tưởng tượng mình viết cái pseudo code của nó ra làm sao. Không, mình không cần viết, mình chỉ cần nói thì cũng được rồi, tại vì nó vừa vừa thôi mà. Ok, chứ nó không có quá phức tạp. Rồi, ok, cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn và các em ở video kế. À, bye bye.